Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán thánh đế khổ, hoặc nên biến tri hoặc chẳng nên biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế tập, hoặc nên vĩnh đoạn, hoặc chẳng nên vĩnh đoạn, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế diệt, hoặc nên tác chứng, hoặc chẳng nên tác chứng, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế đạo, hoặc nên tu tập, hoặc chẳng nên tu tập, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán bốn tịnh lự, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán bốn niệm trụ, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận,